chào cô. Dạ, chào cô. Xin chào quý khán giả. Dạ. Xin chào Quyên Linh, xin chào Lê dạ. Lộc. Dạ. Mời cô ngồi ạ. Dạ, mời chị ngồi. Nhìn cứ như hai chị em vậy. Tên tôi là Hoàng Thị Liêm, đến từ Hà Nội. Dạ. Đây là con dâu tôi. Năm dạ. nay tôi 54 tuổi. Dạ. Dạ. Em là Phạm Thị Nương, năm nay 29 tuổi. Hiện tại là nhân viên IT, em làm dâu được 2 năm rồi ạ. Cô là người Hà Nội ở đâu cô? Quốc Oai ạ. Quốc Oai, Hà Tây á hả? Vâng vâng. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai đó, cô thấy con dâu như thế nào? Cô đánh giá ra sao? Thích hay là không thích? Có ấn tượng gì không? Lần đầu tiên gặp thì cũng chỉ nghĩ là nó ngoại hình thì nó không được bằng người ta. Thì nghĩ bảo nói với con trai bảo là thế sau này về thì nó xin cô ăn thì nuôi làm thế nào? Thế thì nó bảo là thưa mẹ yên tâm, không có sao. Thế giờ có một bên tay cháu nó hơi yếu hơn. Nó cũng gọi là nông thôn như mình. Yeah. Cho nên là nó không đua đuôi, nó không ấy. Thì bảo thì ưng, thế thôi. Yeah. Ấn tượng của chị dành cho mẹ chồng như thế nào? Dạ, lần đầu tiên thì nghe mẹ chồng người Bắc thì cũng hơi sợ. Tại vì trước giờ thường người Bắc rất là khó. Gia yeah. trưởng này nọ nên em cũng chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà mới đầu gặp mẹ, thấy mẹ rất là hiền. Không nói năng gì. Mẹ chỉ chào hỏi bình thường thôi chứ cũng không có nói chuyện nhiều. Ủa sao mẹ lại hiền thế, hay là có chuyện gì không, cũng lo lắng. Không biết là mẹ nghĩ gì. Đấy. Rồi. Ôi, cái giọng của cô hỏi thật, giọng cô đó, nó giống như ở Nghệ An, Hà Tĩnh hay gì đó. Đúng rồi, ai cũng bảo là giống giọng Nghệ An, Hà Tĩnh nhưng mà chính gốc là ở ngoài Bắc đấy. À vậy à? Vâng. Dạ. Cô thấy hai mẹ con hợp nhau về cái tính gì nhất, cái điều gì nhất? Hai mẹ con nhà tôi hợp nhau nhất là nó cũng bình thường giản dị, cũng nông thôn như mình thôi. Mình là nông thôn mà. Dạ. Nhưng mà giọng của mẹ em á, thật sự nếu mà cũng khó nghe lắm, nói thật sự á. Về em là miền Nam, mẹ miền Bắc, thì hai cái giọng nói nhau đó có hiểu lầm nhau hay là có khó chị nghe gì không? Có nhiều lúc thì mẹ em nói thì em không nghe được. Món đường làm nẻo. Có những cái chuyện nào mà hồi trước giờ chị chưa bao giờ nói với mẹ không? Ví dụ như mẹ con thì cũng có đôi lúc bất đồng quan điểm, ví dụ như là về chăm sóc con cái chẳng hạn. Em thì muốn nuôi con theo khoa học sách vở, là cứ cái theo sách mà làm. Còn mẹ thì có kinh nghiệm, mẹ nuôi con theo kinh nghiệm rồi dân gian, nên là ra có nhiều cái nó không có được thống nhất quan điểm lắm. Có hồi nào cô thấy buồn là bởi vì con gái nó không làm theo mình không? Nếu mà nó không làm theo mình thì cũng có buồn. Dạ. Nhưng mà thôi thì bây giờ thì đa số là chúng nó đi ăn được học nhiều. Dạ. Nó bị hơn mình chứ. Thế thì nó cứ nuôi con theo sách vở chẳng hạn thì cái ý thì sau rồi thì cũng tùy chúng nó thôi chứ. Cũng buồn nhưng mà chưa bao giờ nói ra đúng không? Thấy chưa? Có những điều á, mẹ cũng hơi buồn nhưng không nói ra. Thành ra trong những lúc đó mình cũng nên chia sẻ. Mẹ ơi, mẹ cũng đừng buồn, con biết rằng á, mẹ cách của mẹ dạy cũng rất là tốt nhưng bây giờ khoa học nó chứng minh thế này rồi. Thí dụ mình chia sẻ như vậy đúng không? Con dâu không hài lòng với mẹ chồng cái điều gì nữa không? Mẹ em thì rất là thích xem tivi, cuồng tivi luôn, đặc biệt là các chương trình giải trí. Mẹ cuồng đến nỗi mà ngay tới bữa ăn, mẹ đang ăn nhưng mà tới giờ phim là mẹ bê cái tô sang phòng coi phim, vừa coi vừa ăn luôn. Giống như con nít vậy đó. Có bao giờ em nói mẹ em không? Dạ, có nhiều lúc thì cũng sợ mẹ đang giờ ăn mà mẹ đi coi thì nó đỡ bữa hoặc là nó không ngon, nên kêu mẹ ơi lần sau thì mẹ coi cái giờ khác giờ cơm ra đi để ăn cơm cho nó ngon. Đấy, chứ không là đang ăn cơm mà cả nhà quay quần thế mẹ bê cái chén mẹ sang phòng coi phim mất tiêu. Chị lỡ nói gì cô có buồn không cô? Không, tôi thì không muốn nhưng mà là thì chúng mới cứ ăn đi mà kệ tao. Vừa ăn tao vừa xem mà kệ.